hai ông bố đang chuẩn bị cho một cái kế hoạch bí mật, đang rất là háo hức. Phi vụ thế kỷ. Mọi người hãy cùng đón xem là bố Cam và bố Đậu sẽ làm gì cho hai mẹ nhá. Đậu đây. Em quay phỏng vấn bên đấy xong chưa? Xong rồi. Bia vợ đang ở đâu? Em vẫn ở chỗ mình ăn sáng. Bảo vào phòng trong đấy xem clip đi. Clip gì? Clip đi nhá, ở phòng cho người xem đi nhá. Ok yeah. Nha. Hello vợ. Hiện tại thì anh đang đi quay chương trình Hot Dad. Và bây giờ thì anh mới tách được em ra. Tại vì lúc nào vợ cũng dính bên cạnh chồng. Và chồng không có lúc nào để chồng quay cái clip này. Thật ra là tối qua thì chồng có quay một cái clip rồi, nhưng mà nó không hay cho lắm. Tại vì là hôm qua lúc mà dính buổi đêm, đêm em đi ngủ ấy, anh có quay nhưng mà thật sự nó không hay. Hôm nay anh quay lại. Thật ra thì đã có rất là nhiều lần chồng làm cho vợ những cái sự bất ngờ trong suốt khoảng thời gian là 4 năm vợ chồng mình cưới nhau và 5 năm yêu nhau rồi. Nhưng mà thực chất là anh biết rằng là có một cái bất ngờ này mà anh muốn dành cho vợ, nhưng mà thật ra là cũng muốn ấp ủ từ lâu rồi nhưng mà chưa có cơ hội ấy. Cho nên là hôm nay nhân dịp mà đi như thế này thì anh sẽ có một bất ngờ rất là lớn dành cho em. Nhưng bất ngờ là gì thì một chút nữa thì anh sẽ bật mí sau. Khoảng thời gian 4 năm vợ chồng mình làm vợ chồng và 5 năm mình yêu nhau thì anh thấy rằng là đây là một khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà anh không nghĩ rằng là anh sẽ có được. Bên cạnh đấy thì vợ chồng mình đã có với nhau bé Cam này, có với nhau Chun Chun này, đi được những nơi mà vợ chồng mình đã đặt ra những cái mục tiêu này, từ những nơi gần đến những nơi xa hơn. Và đã thậm chí là đã hai vợ chồng mình đã cùng nhau cố gắng. Anh biết là vợ đã cố gắng rất là nhiều để mình có thể có được một cái cuộc sống tốt hơn. Và không biết nói gì hơn là anh muốn cảm ơn vợ đã luôn luôn đồng hành cũng như là luôn luôn bên cạnh anh trong suốt quãng thời gian vừa qua. Và tất nhiên rồi là không chỉ quãng thời gian vừa qua nhá. Nếu mà chỉ là quãng thời gian vừa qua là cô đừng có mà trách tôi, mà là chúng ta sẽ còn có với nhau 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là 50, 60, 70 năm nữa. Lúc cùng là anh cũng chỉ muốn nói với vợ rằng là em là người mà anh yêu nhất, thương nhất, và chắc chắn rằng là sẽ không bao giờ sống thiếu được vợ. Tặng vợ một chiếc tim. Bye bye. Cảm xúc như nào hả chị? Không nghĩ là chồng mình sẽ nói như thế. Có điện thoại, bố Cam Cam. Em đây. Xem chưa? Xem rồi. Thấy nào? Ơi được cái gì? ơi. Thế bây giờ về đây. Về đây anh sẽ cho em xem bất ngờ là cái gì. Về đây. Lái là về. Về đây nào baby. Về đâu? Về bên khách sạn bên này về này. Về mặt đất đi còn gì nữa. Bên đấy bên đảo thì chân chạm đất đi. Ok nhá. Yeah. Ok, về luôn đi nhá. Ok, thế đi về. Chị em chúng mình đi về xem là anh Kiên có bất ngờ gì cho chị Loan nào. Xong. Nhìn lại nơi này nào, đã có quá nhiều cảm xúc ở đây. Sắp tới rồi. Ôi mình hồi hộp quá. Ôi chị ơi, em thấy cái gì đây? Cái gì? Nhân dịp là mình vợ chồng mình đi trong mặt diệu kỳ thì chồng cũng có một cái bó hoa muốn tặng vợ. Vợ chồng mình thì đã cưới nhau được 4 năm. Con thì cũng đã 3 tuổi. Yêu nhau thì đã gần 6 năm. Đấy, cho nên là tặng vợ. Thì mong rằng là vợ chồng mình sẽ mãi hạnh phúc này, luôn yêu nhau này. Xong rồi. Không giống chồng mình lắm nhỉ. Với cả có một điều nữa mà chưa làm được cho vợ. Đấy là chồng. Khi mà chồng cưới vợ thì vợ chồng mình cưới nhau cũng khá là sớm, khá là nhanh, cho nên là chồng chưa cầu hôn được vợ. Cái này à? Mặc dù con mình thì cũng đã lớn, vợ chồng mình cũng đã cưới xong rồi nhưng mà chưa thể cầu hôn được, cho nên là anh cũng muốn có một
cái buổi này nhân dịp thì có một món quà, có một màn cầu hôn thật sự ý nghĩa tặng cho vợ. Có thể là nó sẽ không được như những gì vợ mong muốn, hoặc là không được như những gì mà chồng muốn chuẩn bị hơi chu đáo hơn nữa. Nhưng mà chồng thì cũng hy vọng rằng là vợ sẽ thích. Thôi được rồi, hiểu rồi. Ta-da! Kiên khóc rồi. Em cũng có xem qua chương trình, em có biết là ai cũng có làm cái gì đấy cho nhau. Nhưng mà em lúc đấy em nghĩ là anh Kiên đã làm cầu hôn cho chị Heo rồi, thì em nghĩ là chị Heo chị ý chưa được cầu hôn. Đấy cũng là một cái mà chị ý khi mà nghĩ đến thì chị cũng rất là tủi thân. Và khi mà mình được làm cái điều tốt đẹp cho một người khác là mình cũng đã cảm thấy vui rồi. Và nói về việc em có buồn không, em chẳng nghĩ là mình cần cái gì hết. Về nhà biết đâu em nghĩ ra là sao anh không làm cái gì cho em. Sau khi mọi người kết thúc giả vờ kết thúc chuyến hành trình và Kiên thì đã cầu hôn Loan, một hành động hết sức ý nghĩa. Còn mình thì lặng lẽ lên một cái kế hoạch, đó là mình chuẩn bị một chiếc cano và bó hoa ở đây, kèm theo cái dòng chữ chạy rất là lớn để được treo trên đầu cano. Và mình muốn tạo cho vợ mình một sự bất ngờ, tại vì là dù sao thì chương trình cũng đã kết thúc rồi mà mình cũng chưa làm được cái điều gì ý nghĩa cho vợ mình cả. Mình đoán là vợ mình cũng sẽ cảm thấy buồn cho dù là không nói ra, hay là khi mà được hỏi thì cũng bảo là em cảm thấy bình thường vì là em cũng được cầu hôn rồi, nhưng mà chắc là trong lòng cũng sẽ chạnh lòng một chút, cho nên là không thể nào mà thiếu được cái màn lãng mạn này. Bây giờ em chưa nghĩ ra gì. Mặt em buồn á, mặt em á. Nhưng mà em đang muốn nói nốt câu là mặt em đâu có buồn đâu. Lúc đấy em đang kiểu bị cảm xúc vì anh Kiên chị Loan mà. Chào cậu. Em ơi, chồng mình lãng mạn như này. Tớ không biết làm gì cho cậu cả. Kiên thì đã cầu hôn cho Loan rồi. Và bây giờ thì tớ có một cái hành động bí mật và ý nghĩa, chắc là cũng ít nhất là có ý nghĩa với cả cậu. Có bông hoa, bó hoa tặng vợ. Vâng. Để tượng trưng cho tình yêu của chúng mình. Còn ở đây anh có một khẩu ngữ. Ta-da! Yeah. Ta phải có chai nước mắm để đây để tặng chứ. Vui không? Có, vui. Vậy có buồn không? Buồn thì cũng buồn. Nhưng mà kiểu rất là vui, nếu mà được như này thì còn vui hơn. Mà em nghĩ là ai mà trả được. Vì kiểu như em xem chương trình anh mà trả được. Anh bảo là anh không có tiết mục gì mà. Không, em nghĩ là mình không có tiết mục anh Kiên chị Loan thì em cũng nghĩ trong đầu chắc chồng mình có tiết mục gì đấy cho mình. Ai trả? Hai chị em chúng tôi đã nhận ra là chúng tôi có những cái người chồng rất là tuyệt vời. Và cảm ơn các anh, mãi hạnh phúc bên nhau và những bạn tốt. Yeah. Chồng mình đâu rồi? Thấy đi chưa? Em chỉ thấy một tấm hình em xinh đẹp ngày còn trẻ. Xem nha. Ừ, xem. Nhạc nền hay không? Cũng bình thường. Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa? Để chồng đoán nhé. Nhìn thấy cái clip này của chồng thì chắc là bây giờ vợ đang bĩu môi, xong rồi mắt liếc liếc, rồi sẽ nói một câu ví dụ như là cũng bình thường, cái kiểu đấy đúng không? Vợ chồng mình yêu nhau cũng đã được 5 năm rồi đúng không? Kể từ dấu mốc lịch sử là từ ngày 20 tháng 7 năm 2015. Đó là cái ngày đầu tiên mà vợ chồng mình chính thức gặp nhau
chính thức làm việc với nhau trong một cái job quảng cáo. Đúng là job quảng cáo định mệnh đúng không? Vợ làm cô dâu, còn chồng thì làm chú rể. Thì đúng là không ai biết trước được chữ ngờ đúng không? Đúng định mệnh hết. 20 tháng 7 năm 2015 và hai vợ chồng mình đã có 3 năm yêu nhau cho đến năm 2018 thì chúng mình đã chính thức về chung một nhà. Nhưng mà chồng thì tôi vẫn nhớ cái thời gian mà lúc đầu mới yêu nhau ấy thì lúc mới hẹn hò thì chồng có chẳng may bỏ bom vợ 3 lần. Hẹn vợ 3 lần mà cancel cả 3 lần thì thấy cũng áy náy. Sau thì đến bây giờ lâu lâu thì thấy vợ mình cũng hay nhắc lại cái chuyện cũ là tại sao anh yêu em mà anh chưa tỏ tình với em lần nào đúng không? Vậy thì bây giờ vợ đi ra ngoài ban công nha. Ở đó sẽ có điều bất ngờ chờ đó. Đi ra ngoài ban công đi. Đi ra ngoài cửa sổ đi. Này bên này hả? Đâu rồi? Nhìn thấy chưa? Nhìn số bể bơi, nhìn thấy gì chưa? Thấy hoa. Có cầu gần ở chỗ hoa không? Thế thì phải xuống dưới bể bơi đi mới biết được. Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, mình lại cùng chung lối đi. Không phải là cầu hôn, mà là tỏ tình. Làm người yêu anh nhé. Được không? Để em suy nghĩ. Ủa đâu dễ dàng tới vậy? Ủa tại sao cưới rồi 5 năm rồi mà mới cầu hôn vậy ta? Thì lỗi của chồng mà. Cho chồng xin lỗi. Thì cũng tha lỗi. Em đồng ý yêu chồng nhé. Em đồng ý. Ai mập? Đâu? Thấy món quà của chồng được không? Đúng chưa? Mập thì ăn dâu là đúng rồi. Có sô-cô-la luôn nè. Hả? Hiểu ý vợ tới như vậy. Đấy, cho nên là từ giờ trở đi là thôi khỏi phải than phiền với chồng nữa nhé. Đúng không? Không phù không? Đầu tư thế. Không chịu sao? Có chỉ đường dẫn lối đàng hoàng đúng không? Mấy em cảm động. Mấy cảm động, không sao. Có cảm xúc là được. Cũng sướng sướng. Hello mommy, mommy. Mommy khỏe không? Mommy khỏe không? Mommy thương ba mèo nhiều nha. Mommy thương ba mèo nhiều nha. Không mommy nhiều. Không mommy nhiều. Hai mẹ. Hôm nay là ba cũng có vài cái muốn gửi tới mẹ. Thì hai vợ chồng mình á là tới bây giờ hiện tại giờ là đã 9 năm hai vợ chồng mình cưới nhau rồi. Ba vẫn cảm giác như là mình chưa làm tròn nghĩa vụ của một người chồng đối với người vợ. Bởi vì
cho tới tận bây giờ, ba vẫn chưa thấy được cái sự hạnh phúc ở nơi mẹ. Đó là thật sự, đó là ba cảm nhận được. Một người phụ nữ hạnh phúc có nghĩa là người ta cũng không phải lo gì hết, người ta không phải mệt mỏi về con cái, về kinh tế, về nhiều thứ nữa. Nhưng ba chưa làm được những điều đó cho mẹ. Ba biết là mẹ rất buồn về ba. Ngày xưa ba đã từng hứa với mẹ là sẽ đem hạnh phúc cho mẹ, nhưng tới bây giờ những cái đơn giản nhất, chẳng hạn như là một buổi đi chơi cuối tuần của hai vợ chồng với hai đứa con, mà ba cũng không làm được điều đó. Ba cứ lo ba đi kiếm tiền, thậm chí là ba không bỏ được. Nhưng tại vì nhiều lúc mẹ cũng phải thông cảm cho ba, vì nhiều khi việc nó tới mà ba là thằng tham việc, ba với lại kiếm một chút kinh tế cho nó ổn định tí, thành thử ra ba đã quên mất đi mẹ và hai con. Mẹ chính là một người chịu đựng ba rất nhiều. Tính nết của ba, từ cách ăn uống, từ cách ngủ, bài bừa, đồ đạc, hy sinh cả một tuổi thanh xuân của mẹ để sanh cho ba hai đứa, mẹ phải dừng hết tất cả lại về nghề nghiệp diễn viên cũng như nghề nghiệp về đạo diễn để chỉ chăm hai đứa con. Và còn hơn thế nữa, đó chính là chăm luôn cả ba ruột của ba. Ba biết là mẹ cũng có những cái khúc mắc ở trong lòng. Thực sự là ba thèm được cái cảm giác giống như trước kia đó. Gì? Sáng trường sáng mà bắt khóc. Chứ giờ thấy mẹ khóc đâu rồi chị, giờ khóc hả? Tự nhiên coi lại thấy thấy cảm động quá. Nghe bà tặng mình nè. Đây cũng là lần đầu tiên được ông xã tạo một cái bất ngờ mà xúc động đến như vậy. Những cái tâm sự mà ông xã nói với mình á, cho em thấy được một điều là không phải là ông xã không để ý, do hai vợ chồng từ xưa tới giờ cứ có cái tật hay ngại rồi hay che giấu cái cảm xúc của mình, không bao giờ thể hiện ra hết. Hôm nay cũng nhờ chương trình thấy được ở ông xã mình cái sự ân cần, rất là quan tâm. Em hy vọng mới là qua ngày hôm nay thì vợ chồng mình á, bắt đầu từ ngày mai và sau này đi nữa, hai vợ chồng mình sẽ khác, sẽ phải bộc lộ cảm xúc của mình nhiều hơn. Đâu rồi anh ơi? Anh ơi, hẹn tôi đây xong đi đâu rồi trời? Hello, hello. Xin chào bé Ánh. Bé còn ở đó không ta? À, hôm nay chính xác là hiện tại khi mà chồng quay cái clip này là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của mình. Nhanh thiệt ha. Mới đó mà 1 năm trôi qua rồi.
Nhớ ngày này một năm trước, chồng còn là một tráng sĩ tươi xanh, với những ước mơ, những hoài bão của một thanh niên mới lớn. Hai bàn tay trắng này đã làm nên biết bao nhiêu nợ nần. Sau một năm, nợ nần còn nguyên đó, nhưng mà lời ra được một cục. Một cục bảo bối nặng 6.3 kg, bú một ngày 6 lần, và đêm vẫn thức tới 3 giờ sáng. Trước tiên thì chồng muốn xin lỗi vợ, bởi vì chồng làm chồng không có tốt. Trong một năm vừa qua thì nếu mà nói chính xác là từ cái thời điểm mà có bảo bối thì chồng hơi lơ là vợ. Chồng làm không có tốt cái trách nhiệm làm chồng, tại vì vợ biết tính chồng mà, chồng hay lo xa lắm. Khi mà chồng lo xa quá thì chồng cứ nghĩ tới là mình phải cố gắng nhiều hơn cho con mình trong tương lai, nó sẽ có cái này, nó sẽ có cái kia, nó sẽ không thua xúc người này, nó không thua xúc người kia. Cho nên chồng cắm đầu cắm cổ chồng làm để chồng lo, rồi thời gian mà chồng được nghỉ thì chồng chỉ có chạy về chồng coi bảo bối làm sao, rồi hôm nay nó ăn uống làm sao, rồi sắp tới đi chích ngừa như thế nào, rồi đêm nay nó ngủ có ngon giấc hay không. Thì chồng quên mất tiêu vợ luôn. Đó là cái lỗi lớn nhất của chồng. Chồng không làm tốt trách nhiệm làm chồng. Bây giờ cũng phải thông cảm cho chồng là chồng đang học làm chồng mà. Với lại con cũng còn nhỏ quá, chồng chỉ mới lần đầu làm cha thôi, cho nên mọi thứ đều phải cố gắng. Nhưng mà chồng hứa là trong thời gian sắp tới, nếu như mà mọi thứ nó tốt giống như những gì mà kế hoạch mà vợ chồng mình đã đặt ra, thì vợ sẽ quay lại với công việc. Còn hiện tại bây giờ thì là cái ích kỷ của bản thân, chồng muốn vợ ở nhà để chăm sóc cho con. Mỗi ngày bạn bè của mình đều đi làm, chồng biết cái cảm xúc đó nó khó chịu lắm. Cái mong muốn của chồng đối với vợ thì chồng chỉ có mong muốn duy nhất thôi, là vợ phải tin chồng nhiều hơn. Coi clip chưa? Rồi. Có xúc động đậy quá khóc không? Đó. Thằng em nè. Cảm ơn. Thích không? Thích. Ừ, đúng rồi. Quay hồi nào vậy? Ừ. Quay hồi nào vậy? Lâu rồi. Xạo. Ừ. Đúng rồi. Mốt nhớ thương em nhiều hơn nha. Rất là không hết thương đâu. Toàn cứ cười. Thôi. Thằng yêu em. Gọi là có một bó hoa được gọi là gói bằng cái dây gói mà cũng hợp với cả cái màu váy của vợ. Tặng vợ, chúc vợ gọi là luôn xinh đẹp tươi trẻ. Ôi, chào. Chồng sẽ gọi là cố gắng thay đổi và chúng ta cùng vun đắp gia đình mình nhé. Đây là món quà tặng bù Valentine vừa rồi, hai vợ chồng bận cũng hơi có chút dỗi nhau một chút. Được đấy, chỗ ra cái gì đấy. Có gọi là lời nào nói với chồng không? Bất ngờ đấy. Bất ngờ đấy. Ôi giời, như vợ cũng biết là lâu lắm rồi chồng không sờ vào đàn, nhà cũng không có đàn luôn. Lâu lâu đây, bài vừa viết xong. Nó cũng gọi là hơi bị vội một chút, nhưng mà thôi cứ phải viết cho nó thành tâm nhỉ. Sở trường.
xin lỗi em vì anh đã như con sứa không có não cũng chẳng có trái tim. Không não nên anh không thể nhớ và lại còn vô tâm nên đôi lúc anh cứ mãi im. Anh sẽ thay đổi để yêu anh giống như bán nước mía khi ế có thể tự uống chẳng chừa giọt nào. Ý anh là kể cả khi lỗ cay đắng thì em có thể vui vì đã được lời ngọt ngào. Anh sẽ quan tâm nhiều hơn chứ em cứ buồn như thế thì tình hình đúng là căng thật. Anh sẽ luôn ở bên để được như anh Quốc Thuận nói, mỗi ngày bên em sẽ đều là ngày trăng mật. Thank you. Ok, lâu lắm rồi không sờ đạt. Nhưng mà thôi cũng phải tỏ tí nữa, thành tâm. Trọng tâm đấy chứ, biết lời. Ok, cố gắng. Rất là vui với cả hạnh phúc bởi vì là lâu lắm mới được chồng làm cho những điều gọi là mà mình thích. Mà mình cũng không nói ra nên là chồng cũng không biết. Mà cảm ơn chồng đã gọi là thời gian qua đã yêu thương, chăm sóc hai mẹ con và luôn luôn là chỗ dựa cho hai mẹ con. Chúc chồng là luôn luôn sống với cả đam mê với công việc của chồng và cũng kết hợp là sẽ vẫn chăm lo cho gia đình. Okay. Trời.